Chào mừng tất cả các bạn đã đến với Big Bang, mình là Vinh. Và hôm nay mình có một bài thí nghiệm, đó là tra tấn con đĩa. Ủa mà tra tấn con đĩa thì đúng rồi, đúng là tra tấn con đĩa. Nhưng mà hôm nay mình sẽ sử dụng khí ga để đóng băng con đĩa, không biết là đĩa có bất tử hay không. Nhưng mà phải nói là kết quả thật là bất ngờ. Rồi bây giờ mình tiến hành, mình bắt con đĩa ra. Đây là con đĩa mới hoàn toàn, còn khỏe mạnh. Chứ mình không có lấy những con đĩa từ những bài thí nghiệm khác, tại đĩa còn trong chai là đĩa còn khỏe mạnh. Bình thường thì khí ga, nếu mà rò rỉ khí ga thì chúng ta bị hít phải khí ga thì có thể chết. Còn con đĩa thì nó không có mũi, không biết là nó hô hấp bằng da thì phải, nó hô hấp qua da. Nhưng mà da mình khò khí ga lên da nó mà nó không có, nó dễ như nó không sợ. Nên là từ từ mình cho ga lỏng ra luôn. Sẽ cho ga lỏng ra để đóng băng nữa. Rồi bắt đầu có ga lỏng rồi. Mình mở khóa mạnh thì bắt đầu nó có ga lỏng. Làm bài thí nghiệm này xong rồi không biết sau này mình có bị vô sinh không. Mình ngồi đó hít rất là nhiều khí ga. Rồi con đĩa của mình bắt đầu bị đông cứng lại. Ở cái nhiệt độ mà khí ga mà nó sôi là từ âm 42 độ cho đến 0.5 độ thì phải. Nhưng mà ga còn lỏng thì có thể nó còn lạnh hơn như vậy nữa. Khi mà ra tiếp xúc với không khí, đây con đĩa nó đóng băng ngay lập tức. Các bạn thấy là nó lạnh cỡ nào rồi. Nó lạnh hơn nước đá thông thường của chúng ta. Nó khiến cho con đĩa đổi màu. Rất lạnh luôn, nếu mà cái này mà đụng mà trúng vào da thịt của mình là bị bỏng lạnh, là coi như là da chỗ đó mình chỉ có bị ngoại tử, là chỉ có cắt bỏ thôi á. Để xem con đĩa mình nó đã bị đông cứng rồi. Ở ngoài trời nó đang nắng lên rồi, con đĩa nó tan ra cũng rất là nhanh. Rồi bắt đầu con đĩa nó hơi mềm trở lại rồi. Mình cố tình mình gõ lên người con đĩa để cho nó mềm ra nhanh hơn. Các bạn hãy quan sát kỹ ha. Các bạn quan sát kỹ rồi con đĩa của mình nó có chuyển động được hay không nữa hay không. Thì cái clip này nó thật là bất ngờ nên mình làm đến hơn 10 phút lần đó. Rồi các bạn để ý kỹ đi, thấy chưa? Thấy con đĩa chúng ta đã chuyển động trở lại chưa? Bây giờ người nó đang tiết ra những cái chất nhờn để bảo vệ da của nó. Đó, các bạn thấy, nhìn kỹ đi, nó đang chuyển động đó. Mình không ngờ là ở cái lạnh âm 42 độ C khiến cho nó đóng băng ngay lập tức mà nó vẫn còn sống rồi các bạn. Nó không hề chết. Bất tử con mẹ nó rồi. Nhìn kia. Không tin được. Cái thể loại gì đây? Nếu như ở cái lạnh như vậy là da của mình bị hoại tử hoàn toàn, phải cắt bỏ, thì con đĩa nó không hề hấn gì cả. Lúc nãy nó đổi qua màu nâu, bây giờ nó đổi là màu bình thường. Rồi thì mình không chấp nhận với kết quả như thế này, mình quyết định đóng băng nó lần hai. Lần này mình sẽ cho đóng băng lâu hơn. Không biết con đĩa nó có chết không? Lỡ lần thứ hai này. Này là mình đóng băng nó trong thời gian ngắn, nhưng mà ở cái lạnh âm 42 độ như vậy mà nó không chết. Không thể tin được. Đó. Rất lạnh luôn nên nó đóng băng rất là nhanh. Con đĩa của chúng ta đã bị đóng băng rồi, nó bị đổi màu rồi. Không tin được.
các bạn quan sát ha. Con đĩa nó đang từ từ nó đang tan ra. Nhưng mình vẫn chưa đồng ý. Mình tiếp tục cho nó đóng băng thêm một lần nữa. Thử xem là nó có chết hay không. Nhưng bây giờ có vẻ như là cái bình ga mình nó đã quá lạnh và nó không ra thêm nhiều khí ga nữa, nên nó không khiến cho con đĩa không còn đóng băng được. Nhưng mà như vậy là cũng đã rất lạnh rồi. Rồi các bạn quan sát kỹ ha, xem con đĩa mình nó còn chuyển động hay không, nó còn sống hay không. Các bạn phải để ý kỹ, bởi vì bây giờ con đĩa nó rất là yếu. Mình nói con đĩa rất là yếu, tức là con đĩa nó vẫn còn sống thôi các bạn. Nên các bạn phải để ý kỹ là mới thấy được nó đang chuyển động. Ban đầu mình nhìn, mình thấy nó hạ họng ra, mình cứ nghĩ là nó đã chết rồi. Mình lúc đó mình kết luận là chết. Nhưng một lát sau á, mình thấy nó vẫn còn chuyển động. Nó chuyển động được một tí rồi mình nghĩ là chắc nó cũng chết chắc rồi, nó chuyển động như vậy thôi. Nó cử động như vậy thôi rồi nó cũng chết thôi. Mình không ngờ, đến tối mình ra mình phát hiện thêm một điều kinh khủng hơn nữa. Từ khúc này là các bạn phải để ý cho kỹ. Bây giờ bởi vì con đĩa nó bây giờ nó rất là yếu. Đó, các bạn thấy vừa nó vừa cử động chưa? Các bạn vừa thấy nó cử động chưa? Nó cử động rất là nhẹ. Nó thêm một lần nó vừa cử động nữa. Nếu mà mình đóng băng như vậy mình thả nó ngay lập tức vào nước chắc có thể nó sẽ chết. Nên là sau mình có thể mình sẽ thử xem. Mình đóng băng con đĩa và thả ngay lập tức vào nước coi. Đó các bạn thấy con đĩa nó chuyển động đúng không? Nó vừa cử động. Thì mình đóng băng nó sau đó thả ngay lập tức vào nước thử xem là nó có chết hay không. Có thể là ngày mai mình sẽ ra clip đó. Nó đang tự động rất là yếu. Nó vẫn chưa chết. Cái quái gì xảy ra đó với nó? Nếu nó như là con người chúng ta thì chết chắc rồi. Lần này mình mới tin là con đĩa bất tử. Thì đây là cái lúc mà mình bật đèn flash vô lên, mình quay vào lúc tối. Khi tối mình ra mình thử cho nó vẫn còn sống hay không. Giờ mình phát hiện là nó vẫn còn chuyển động nhưng chưa chết. Thêm một phần ở đằng sau nữa thì mình có ra lúc 8 giờ tối. Và nó nằm im bất động, nó không chuyển động. Mình kết luận, lúc đó mình kết luận là con đĩa đã chết. Nhưng thật không ngờ, đến sáng mình ra ngay chỗ đó. Nhưng mà khúc sáng mình không có quay lại. Thì con đĩa nó không nằm ở trên cái cục xi măng này nữa, mà nó đã rời vị trí và bò xuống một chỗ khác. Cơ thể nó vẫn tiết đầy ra chất bôi trơn. Nhưng mà nó cũng rất là yếu. Nó không hề chết luôn. Rồi mình cứ nghĩ là để cho tới chiều như thế nào. Thì đến chiều mình ra mình phát hiện là nó không còn ở vị trí đó nữa. Nó có thể nó đã sống vậy nào bò đi chỗ khác. Đây mới đúng là cái clip mình chứng minh con đĩa bất tử khi đóng băng trong thời gian ngắn. Không biết mình đóng băng trong thời gian dài trong tủ lạnh thì như thế nào. Có thể mình phải thử mới được. Và bây giờ mình sẽ kết thúc video này tại đây. Các bạn muốn mình làm gì về những con đĩa ở những tập tiếp theo và ý kiến của các bạn như thế nào thì hãy để lại bình luận bên dưới. Và các bạn đừng quên chia sẻ video để cho mọi người xem những thí nghiệm tra tấn con đĩa của mình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. We'll be right back.